Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hôm nay thì các bạn lại được gặp lại em Trang. Hôm nay thì vào buổi chiều khi mà đi làm về thì mình cùng với em Trang ra ngoài đồng và kiếm một cái một món ăn rất là lạ so với mọi người đó nhé. Chứ còn với những người ở trên Tây Bắc thì chắc cái món ăn này cũng một số nơi ăn khá là nhiều. Thật sự là mình cũng chưa được ăn cái món này bao giờ và hôm nay là lần đầu tiên. Vừa rồi thì mình có nghe các anh các chị ở trên này có giới thiệu về cái món ăn về một cái loại côn trùng các bạn ạ. Đây là loại côn trùng. Ở trên này thì người ta gọi là con bọ xít. Chứ không, bọ xít nó không phải là con bọ xít ở trên cái nhãn, mà cái loại bọ xít này là nó bay ở dưới ruộng ấy, mùi nó hắc như kiểu con bọ xít ở trên cái nhãn nhưng mà cái hình thù nó khác. Đấy, thì nữa thì các bạn sẽ biết được con đấy là con gì. Đấy. Còn hôm nay anh em tôi đi là cũng vẫn cái vật huyền thoại, vật cào cào đấy các bạn ạ. Vật này ở trên này thì người ta dùng cái vật này để vật cào cào ấy. Và vật cái con côn trùng này nhá, con bộ xít này nhá. Ở dưới này người ta may một lớp màn này, trên này là ni lông này. Đấy, vật tròn. Thì nữa anh em tôi đi bắt bằng cái vật này và đựng bằng cái, thật ra thì đúng ra phải có cái ấp, cái giỏ mà mỗi hôm anh em mình đi làm ấy, nhưng hôm nọ để quên ở đâu rồi. Hôm nay phải dùng cái giá này với lại một cái túi. Cái con này nó hay bay các bạn ạ, nó giống như con cào cào ấy nhưng mà nó không nhảy như thế, nhưng mà nó bay. Thì dùng một cái túi với một cái giá này. Ok, xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video nhé. Ok, và chúng ta bắt đầu đi nhé. Đây anh cầm cho, anh cầm cái này cho. Mình vợt thì cũng được thôi nhưng mà Trang lại không cầm được máy được. Hôm nay chúng ta lại xem người mẫu Lệ Trang. Vật đấy thử thế nào. Em đây cái con bay này này. Có mà. Có đầy, có nhiều đấy. Em thử vật một, để anh bắt một con để cho các bạn xem trước này. Đấy. Không phải. Được không? Được con nào? Không, anh thấy bay nhiều lắm nhưng mà hình như nó, mình vừa đến là nó ấy rồi. Từ từ. Em ra động bay ở đâu anh bắt đúng một con thôi để cho bạn nhìn xong mình vật xong. Động vào cái cây, cái cỏ nào đấy nó bay ấy mà. Cào cào cũng có nhiều nhá. Mình lấy luôn cả cào cào em ạ. Thì nó ăn luôn cào cào. Đâu vợt một phát xem được con nào. Cái con này nó ở ruộng lúa rất là nhiều. Đây này, đây này. Đây này. À đúng rồi, đây các bạn ơi. Đây mình vừa bắt được cái con này đây các bạn ạ. Chắc chắn là cái con này là các bạn được gặp rất là nhiều rồi. Đúng không ạ? Nếu mà cấy lúa như anh em mình ở trên vùng cao Tây Bắc này, hoặc là các cô chú mà cấy lúa tức là chuyên làm ruộng ấy, thì chắc chắn là cái, nhìn thấy con này thì rất là ghét. Và hay phun thuốc trừ sâu diệt những cái con này này. Nó làm hại cho mùa màng rất là nhiều nhá. Cầm thế này nó đã có cái mùi hắc của bọ xít rồi các bạn ạ. Mùi rất rất là hắc. Ở trên này người ta gọi là có bọ xít, ở cái dưới kia được không biết là miền xuôi người ta gọi là cái con gì nữa. Mình cũng cứ gọi theo người phụ ở trên này đây đã nhá. Các bạn nếu mà biết tên của cái con này thì có thể bình luận ở bên dưới video. Đấy, hình thức là các bạn biết rồi đúng không? Không ai có thể biết. Thật ra mình cũng chả tưởng tượng là ăn được con này đâu. Còn các bác thì không biết được như nào, nhưng mình không nghĩ ra là ăn được con này đâu. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục vượt nào. Nhiều không? Thấy bay nhiều không? Hả? Có không? Thôi, vượt thôi. Có cả cào cào à? Đâu thế nào? Phạt hết cái chân nó đi rồi. Đấy. Đấy, cào cào đấy các bạn. Trông kẹt lắm. Con này ăn rất là ngon nhé. Rồi đi. Thử thế nào, thử mấy vợt xem có không. Được cào cào lại ngon đấy. Có thể bay nhiều phết đấy nhờ. Được không? Đâu xem nào. Nhiều không? Đấy nó bay đấy. Đến đây nào. Hãy buộc đít chứ đấy, buộc cái túi chứ đấy. Đâu. Người đẹp Lệ Trang làm món này nhiều chưa? Ăn món này nhiều chưa?
Tạo thân nhiều. Nhiều rồi á. Ở đây đây. Ô có cả cào cào này. Em mở mở này ra cho các bạn xem này. Cào cào bay bé bét kìa. Đây các bạn này. Được cào 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 nhiều phết. Nó bay đấy. Đây này. Thấy chưa? Con này này. Ô quất đi quất lại nhiều quá nó gãy cánh rồi. Đây này mấy con này. Đây này các bạn này. Đấy. Đấy một phát vợt đã được một rúm bé bé này rồi. Cố gắng làm mấy phát nữa. À mà nhiều nhiều nữa. Nói chung là đủ một đĩa là được rồi. Thì cào cào. Cào cào. Cho một cái giá. Đây cho vào đây. Cào cào kéo nó lại bay hết đấy. Bay thật nhỉ? Ừ. Thì sợ nó bay nhưng mà cho vào túi bóng không sợ đâu. Gì vậy? Rồi. Sâu. Sâu. Sâu chẽ nốt. Ôi, cào cào. Cào sợ cái gì? Không phải con sâu ấy này. Hất đi rồi thì thôi. Hất đi rồi thôi, thôi đổ vào đây đi. Sâu đen đừng có động vào ngứa lắm. Không biết là các bạn như nào nhưng mà mình rất là dị ứng từ các loại sâu ở trên ấy nhá. Ở cây ở cối nhá, ví dụ như con sâu gióm ấy, mình chỉ cần đi qua thôi. Đi qua xong nó rơi vào áo, chưa cần là nó phải là bò vào người mà nghĩa. Nó rơi vào áo mình mặc cái vào là thôi xong. Ngứa ngứa đến nỗi là thật rồ lên được ấy. Ok, anh em tôi vợt một lúc nãy ở bên cỏ voi bên này rồi bây giờ đây sang bên kia các bạn ạ. Mấy hôm nay ở trên Tây Bắc nó chuyển mùa từ mùa hè sang bắt đầu mùa thu các bạn, nên là mình bị viêm họng mấy ngày rồi. Đi, sang đây, cầm đi. Hả? Để dép cái này, cầm đi làm gì? Đeo khoai. Đấy, thích đeo thì đeo. Đúng rồi, sợ mày xanh quá. Đây là những đám ruộng mà hôm trước anh em tôi vừa mới đi gặt ở đây ấy. Nhiều lắm, nhờ, vào đi. Vừa đi gặt hôm nọ vừa gặt ở đây này, cả em Trang vừa gặt ở đây này. Đấy. Bay không? Liên tục chơi liên tục từ đây đến bờ ấy kia chứ. Mấy phát ngừng làm sao mà được. Cứ vợt mấy phát để tí nữa anh vợt cho. Có không? May lại được đám ruộng khô. Có cào cào không? Không có. Ở đây cào cào đấy. Đây này. Đây này con này đấy nó bay như này mà. Ấy đấy đấy, thấy chưa? Bay nhiều chưa? Ôi, vượt tiếp. Lúc nào nhiều nhiều mình hãng bắt ra cho nó bỏ. Được cào cào lại càng ngon. Chàng. Lệ chàng. Được không? Được nhiều chưa? À mình lại quay cái cảnh này mình lại nhớ. Đấy thấy nó bay không? Nhiều ạ. Mình lại nhớ cái cảnh tượng ngày xưa đi đo. Cái đo lươn đấy các bạn. À hôm nào mình làm cái video clip đi đo lươn cho các bạn xem. Thật sự là mình lại nhớ lại cái tuổi thơ đúng cái thời điểm như thế này. Mát mát như này. Khi mà gặt lúa xong ấy, có các cái vũng nước như này này. Đấy. Có các cái vũng nước như này, xong bắt đầu là chiều đến là bắt đầu anh em đi cuốc giun. Cuốc giun xong bắt đầu là băm giun ra cho vào trong cái giọ ấy các bạn. Đấy cho vào trong cái giọ rồi đào những cái vũng vũng ra để cho đặt cái giọ để xuống để tối con lươn nó đi vào nó chui vào giọ nó ăn mồi ấy, thế là bắt được lươn. Sáng hôm sau mới đi thu. Chiều tối mới đi đi đo nhá, xong bắt đầu sáng sau thì đi thu. Thôi à, chân dài thì lo cái gì. Khiếp, phét vừa. Chụt đến trên đùi. Không.
đi chỗ nào khô khô thôi. Thì cảm giác vừa nãy mình trở lại cái chuyên mục đo lươn lúc nãy. Thật sự là mình vẫn nhớ cái cảm giác mùa thu với mùa đông. Sáng có những hôm mà nó lạnh buốt cả chân, xong bắt đầu mấy thằng bắt đầu lại rủ nhau lọ mọ sáng sớm, gà chưa gáy bắt đầu rủ nhau đi đánh lươn. Đi thu dọ về nhà xong bắt đầu bán. Không phải bán ngay đâu mà dồn vào trong cái bể ấy, để khoảng vài ngày. Dồn được khoảng vài cân xong bắt đầu mang ra chợ bán, xong lấy tiền đi học. Đấy. Cái thời tuổi thơ tôi là thế đấy, nhưng mà còn các bạn bây giờ thì chắc là ở dưới thành phố thị xã chắc không cảm nhận được cái trò đấy bao giờ cả. Có đâu, được nhiều không? Bằng vừa nãy cơ à? Đâu xem nào. Hình như thấy cào cào nhiều đúng không? Đâu xem nào. Bay không? Tươi không? Đây. Đấy. Đã được một nhúp ấy. Ui ui, bay. Ui, có cả cào cào này. Nhiều chưa? Đây. Quất nhiều quá, nó còn không cả bay nổi nữa. Bay được mấy con thôi. Thôi, đổ vào đi. Đây, tiếp tục là cái công đoạn mà sau khi mà lấy ở ngoài ruộng về thì là phải rửa qua các bạn nhé. Không phải rửa qua đâu mà rửa kỹ phết đấy. Nghe rửa đi để cho nó mớt nó bớt được cái chân với cái cánh các thứ của nó ấy. Đây này, lúc nãy rửa một nước nó ra cái chân nó nhiều này chưa. Thì nữa là còn một số cái công đoạn nữa nhé, không phải là cái món này cũng không. Nói đơn giản thì nó đơn giản nhưng mà cũng khá là nhiều bước ấy. Đấy, sau khi mà lấy dài ruộng về thì bắt đầu rửa nước lã. Rửa nhiều lần để cho nó bớt cái chân của nó. Đâu, đây. Đấy, các bạn nhìn nhá, đây nè, chân nó nhiều này chưa? Chân nó rất là chân nó rất là nhỏ các bạn ạ. Bóng ơi, nghịch nước. Đấy, hai nước rồi. Thế xong nó bắt đầu là như nào hả mẹ? Đây, tiếp tục chân ấy. Này này. Ừ. Chân nó đây này. Nhiều thế. Chân ở dưới này này, đầy thế này. Xong mình chảo rang khô đi không ạ? À, tức là bây giờ lại rang đi à? Xong tí nữa lại rửa. Chân nó ra rụng ra hết. À. Bây giờ lại tiếp tục là các bạn rang gần như là giòn lên, xong một tí nữa lại còn công đoạn vò bằng tay ấy. Cho cái chân nó khi mà nó giòn rồi thì cái chân nó rất là dễ dụng. Đấy, nó người ta lại vò một lần nữa bằng tay. Thì lúc đấy mới lên đĩa được các bạn ạ. Cái món này thì rang với nước băng chua các bạn nhé. Thầm Trang làm mấy món này nhiều chưa đấy? Thi thoảng à? Chờ mẹ lấy nước măng chua xuống xong là rang thôi.
Rang khô à mẹ, chưa cần măng chua à? Cho tí nước măng chua và cho nước mắm cho thôi đi đi, Trang ơi. Nhiều thóc. Đi vào ấy đi. Chọn thóc quá. Đâu thóc ở đâu xem nào. Chắc người ta vợt à tí nữa. À, lúc nãy là anh em mình vợt cả cái bông bông thóc. Mùi lắm nhỉ. Yeah. Nó có cái mùi bọ xít nha các bạn nhé. Đúng cái mùi bọ xít trên cái nhãn mình ấy. Thơm. Trang bỏ thơm. Cũng nhận là thơm nhưng hắc hắc, không phải thơm đâu hắc á. Mình cái bọ xít kia với bọ xít này thật ra là mình cũng không ăn được tại vì nó dị ứng. Cái con cào cào qua làm để giới thiệu cho các bạn thôi. Ăn thì ăn được một vài con, tí nữa thưởng thức xem nó có ngon không. Thế bảo ăn ngon hơn cả có bọn xít to các bạn ạ. Đấy, đặc điểm là thế. Đấy, sau khi mà rửa thì ở đây em Trang em làm nhiều lần rồi, em bảo là rang nó, đúng như lúc nãy mình nói rồi đấy, rang nó khô lên một chút để nó giòn đi thì bắt đầu cái chân nó mới mới giòn, xong rồi tí nữa vò qua một lượt xong bắt đầu mới cho sạch sẽ thì bắt đầu mới bỏ nước măng chua đây các bạn ạ. Đấy, bát măng chua đã chuẩn bị sẵn đây nhá. Đấy, cái món này thật ra đây nó cũng đơn giản thôi. Thì tí rang có cho măng vào không hay là rang mỗi nước thôi? Nước thôi gì? Thế là rang mỗi nước măng chua thôi. Rang cũng rất đơn giản thôi. Thế mà nó không có mùi lên nhỉ? Lúc đấy mình bắt sống cho nó mùi lên nhỉ? Có mùi hả? Có mùi không? Hắc hắc không? Nhưng mà ăn nó có hắc không? Không hắc à? Ăn được thì chả thấy mùi gì cả. Công nhận thì sao lại người ta lại nghĩ ra cái món này. Mình cũng nghe các cô chú nói ở đây ấy, bảo là ngày xưa thì cũng không ăn con này đâu. Thật ra là ăn con này nó rơi vào khoảng độ tầm khoảng chục năm rồi lại đây thôi. Là người Thái ở Mường Lò nên người ta mới cũng tình cờ đó. Tức là người ta bảo là cái con bọ xít kia thì ăn được, con bọ xít này thì thử ăn đấy. Nhưng mà lại người ta lại bảo là ăn con này nó ngon hơn cả cái con kia nữa. Thế là dần dần là ăn thôi. Thế nên là bây giờ là ở cánh đồng Mường Lò này còn hiếm cái con này các bạn ạ. Còn ngày xưa nó bay như ong ấy, nhiều lắm. Rang này là không cho mỡ đâu đúng không? Rang rang không đúng không? Ui rang không đã thì thơm lừng này rồi. Hay nhỉ? Thơm nức luôn. Chắc là tí cho ấy cái này vào khô xong mới cho mỡ. Ừ đúng rồi. Cái này để cho để vò đấy. Để vò chân thôi. Đúng rồi, chuẩn bài đấy. Đây tiếp tục về cái công đoạn làm sạch cái chân ấy thì sau khi mà rang thơm nó lên nhá thì nó rất là giòn, chân nó dễ dụng đây này. Kể cả các bạn lắc cái này nó cũng dụng cái chân này, dụng nhiều phết rồi này. Nhiều thì sẽ ăn thế luôn ấy. Không kể cả làm kiểu phổ thông mình được. Mình cứ thử làm xem nào. Đấy, nếu mà rũ thế này cũng được. Cái thứ hai là cái kiểu phổ thông của người Thái ở đây người ta có cái bài như này các bạn ạ. Đấy, người ta sẽ dùng cái tay của mình đảo qua trong cái giá con bọ của bọ xít ấy, xong người ta dúng xuống nước cho nó ẩm ẩm thì nó dính vào tay đâu xem nào. Đây này, thật ra cái găng tay này nó không dính đúng không? Không dính bằng tay không. Thử tay không như nào? Thử tay không như nào? Đúng, các cụ ngày xưa là phải tay không. Nó giống bài á. Mùi măng chua. Mùi tí được. Ôi giời. Đấy. Tay không đây này. Nó dính như này mà. Này mà. Đấy xong người ta lại rửa xuống cái nước kia đi. Đây là cái công đoạn làm sạch chân các bạn nhá. Đấy xong bắt đầu lại nhào. Khi nhào cái này thì cái chân nó đã giòn rồi mà, nó sẽ dễ gãy. Gãy thì nó sẽ dính vào cái tay mình. Đây. Hiểu chưa? Thấy chưa? Ra là chân. Đấy. Đây là cái bài làm sạch chân của người Thái các bạn ạ. Cái này thật ra thì không biết là có bác nào nghĩ ra cái kiểu đấy không. Sàng thì nó cũng ra thôi nhưng mà nó phổ thông đúng làm thế bác. Cho tay vào thì nó ra nhanh hơn. Đấy lắc này nó cũng ra mà. Nhiều chân lắm. Đây. Thấy chưa? Nhìn nó sạch hết chân hết cánh chưa? À cánh thì có thể vẫn còn nhưng mà là chân thôi. Cái kìa, một đống chân với lại trong chậu nữa kìa. Đấy, vớt được hàng ấy kìa.
cái chân này thì ăn vào thì nó sẽ hay bị cắm vào lợi ý các bạn ạ. Nó cắm, tức là nó cái chân nó rất nhỏ mà nó cứng, nó hay bị cắm vào lợi. Xong bắt đầu là nó dính ở mồm ấy, cái cảm giác ăn nó sẽ không ngon. Phải làm, phải vệ sinh kiểu này, kiểu gì thì kiểu. Ok, giờ thì đi rang lên và tưới một chút ít măng chua. Thế là ok, xong rồi. Đây, công đoạn cuối cùng đây các bạn ạ. Trước khi mà cho cái con bọ xít vào ấy thì tráng một cái lớp mỡ thật già nhé. Một chút là mỡ thật già, xong bắt đầu là bỏ bọ xít vào, rang lên, xong là đổ nước măng chua vào luôn rồi mẹ. Cùng nhau đúng không? Cho vào luôn, xong là đảo cho nó đến khô thì thôi là được đúng không? Thơm thế nhỉ? Rất là thơm các bạn ạ. Thơm nước luôn. Đấy, các bác nào mà xem cái món này xong cứ thưởng thử luôn nhé. Cái món này là hợp với nhậu nha các bạn nhé. Uống rượu này phải nói là tuyệt vời luôn. Giòn, ngon, tan. Giòn, tan. Thật ra là mình chưa thưởng thức. Nghe nói rồi. Một chút nữa mình thưởng thức cho các bạn xem. Chờ đợi trong ít phút nữa. Đây các bạn ạ, nó vàng ươm này mà. Người mùi, bình thường người mùi thì nó đã rất là thơm rồi. Nó vẫn có hương vị của cái mùi bọ xít một tí đấy, hơi. Mình không ăn được nhiều đấy nha, mình thưởng thức một tí để mình cảm nhận, để giới thiệu cho các bạn thôi. Những cái con côn trùng này mình dị, rất là dị ứng. Thế mà nó có vị bùi này. Vẫn hơi mùi của bọ xít một hơi mùi một tí, kiểu gì vẫn mùi một tí. Nhưng mà rất là ngon các bạn ạ. Tức là nó có cái vị bùi này, thơm, giòn, nó giống như kiểu cái vị con cào mào nhưng mà nhưng mà nó sẽ thêm xen lẫn một chút là cái mùi bọ xít vào, cái hương bọ xít ấy. Một chút thôi, nó không nhiều đâu, không nặng mùi đâu. Khá là ngon. Ok, và bây giờ tôi xin mời tất cả các bạn nhé, cùng ăn cơm cùng với gia đình và cái món ăn rất là hấp dẫn mà độc lạ như thế này ở trên Tây Bắc. Các bạn lên khu vực cánh đồng Mường Lò thì chắc chắn là sẽ ra chợ, sẽ được nhìn thấy các chị người Thái ở đây bán rất là nhiều. Đấy, bán rất là nhiều và chúng ta có thể mua về để thưởng thức. Khá là ngon. Và các bạn có ở gần cánh đồng thì có thể là đánh bắt về làm đúng như cái quy trình của mình giới thiệu ấy, thì rất là ngon đấy. Ok, xin chào và hẹn lại tất cả quý vị các bạn trong những video lần sau. Một kẹo nha.